phải là chị mạnh mẽ mà có thể là chị lựa chọn đúng chỗ. Trải nghiệm làm đẹp đúng nơi là như này đây. Chị tên là Kim. Chị đến từ quận 12. Lúc chị lần đầu tiên chị đến thì chị chỉ muốn là giảm mỡ bụng thôi. Đấy, nhưng mà lại thấy vui vui lại làm thêm cái mặt bông. Dạ. Đúng rồi. Chị lên đây một mình hay sao vậy chị? Chị lên một mình. Lúc chị làm á, chị có thấy đau không? Không. Tới giờ chị vẫn không thấy đau luôn. Trời ơi, đây là người phụ nữ mạnh mẽ mà. Không phải là chị mạnh mẽ mà có thể là chị lựa chọn đúng chỗ. Chị có thể đi cho em đi cắt quốc được không chị? Thật sự là cái lúc mà chị mà đi làm á, chị rất là sợ đau. Dạ. Nhưng mà chị không nghĩ là công nghệ bây giờ ra rồi. Nói chung là tuyệt vời. Rất là tuyệt mãi. Nó sẽ không ảnh hưởng tới công việc của chị. Dạ. Chị là cái người là đi tới đi lui mà phải làm việc rất là nhiều. Trước khi làm mà cứ lưỡng lự suốt ấy, không biết là có nên đi hay không. Sợ là công việc nó làm ảnh hưởng tới mình đó. Mình sẽ không phục vụ công việc được, nhưng mà không nghĩ là nó đơn giản hóa như thế này. Dạ. Rồi chị đánh giá bao nhiêu trên 10 chị? Công nghệ chị đánh giá bao nhiêu trên 10 chị? Chắc chắn phải đánh giá tốt, ngày mai mới làm nữa. Ngày mai làm nữa. Dạ. Chị có muốn nhắn nhủ gì tới chị em phụ nữ không? Nếu mà để chị nhắn nhủ thì thật sự là cái vui và nghề của chị là phải kết hợp với là sức khỏe. Tất cả trên người của chị là ví dụ như là cái vấn đề là mỡ bụng, chị thấy là nên làm. Tại vì nó đẩy cho mình được ra một cái lượng mỡ rất là tốt. Mà phụ nữ của mình sau khi sinh là một và một thời gian dài là cái mỡ của mình có thể được nhiều bao nhiêu cũng không hết. Mình nghĩ đó là tốt với sức khỏe.